tất cả, tất cả đi. Ừ. Đấy, đứng đợi bên này nhiều lắm. 1, 2, 3. Nó bò bắt cá như thế mà. Nó bò nó cứ bò đấy. Thấy chưa? Nhanh. Thấy rồi. Thấy rồi anh em ơi. Anh em phát ra tín hiệu. Hả? Sao vậy? Kêu đây rồi. Hả? Ngon. Chết. Kêu to cực kỳ luôn. Tôi nghe thử nào. Là gì? Ừ. Cậu cứ bên trong đi. Có tiếng gì không? Đúng không? Cậu ở trong đi. Ê, chỗ nào? Trong đây. Đúng rồi đấy cơ. Đúng rồi. Cái độ bên cạnh kia phải không? Cậu ngồi. Đấy, cái độ đây. Cậu ơi. Chỗ nào nào trong đi. Cái thứ đó. Anh em phát hiện ra đó rồi nhá. Đấy, vào vào. Máy rồi, tín hiệu nó kêu phát biết ngay. Đây mọi người này. Anh em phát hiện ra cái hang của nó rồi mọi người này. Nằm trong lòng đất đây. Con này chết chắc với anh em rồi. Mong là con rắn nha. Nó chỉ đông con này thôi. Nó nghe rồi. Nó đạo xạo. Khổ lắm ấy. Nó gầm to. Ôi. Ui dây. Đâu có. Con đá có. Nó thở ra, nó thở ra. Ừ đấy. Ô mất dấu rồi. Dấu? Mất dấu rồi. Đấy đấy. Đấy. Đấy là vẫn chỗ đấy đấy. Đúng, vẫn chỗ này nha. Rồi đấy đấy. Đây là những cái nỗ thông rất là nhỏ mà kìa. Nó thở nó mà. Đấy, nó thở nó đấy. Không biết có to không biết. Bắp chân đi đâu nhỉ? Thằng Hiếu nó to chứ bắp chân mà. Con này mình nghe thử vấn. Cao chân. Con này hoang sơ có thật đi. Hãy cho anh em bắt chân rắn mà. Đấy, núi đá. Núi đá. Trên núi nó xuống. Bây giờ núi đá xuống. Chắc bỗng rồi bác con mấy chục cân đây. Anh nghe thử đó. Nghe. Ôi mẹ ơi. Đúng rồi. Úi dồi ôi. Đúng kia. Nó thảo. Phù cái. Đúng rồi. Ui, đến sát rồi. Đúng rồi. Ui, sợ chỉ thợ nó quấy nó na vào tai mình thôi.
nó cục như chụp. Ấy. Ủa đấy. Đó. Vớ cái đĩa đây ra. Hộp thế. Bên nào có gì? Úi giời. Rồi, đúng kịp rồi đây. Từ gần gần đấy nhỉ, bột trong à? Bột mà thì anh nghe thở phát đến gần luôn rồi mà. Ui, con gì? Cái gì? Cái gì chảy, cái gì chảy máu ạ? Dễ cây. Ui, chảy máu ấy. Thở ra. Muốn đâu nhỉ? Sao rồi? Ấy. Ui, ui, ui nó động đấy. Ui. Ui. Anh ơi. Này. Ui ui. Anh thật, anh thật em ơi. Ui cái hầm. Ui ui, cái hầm to lắm anh ơi. Ui nè. Ui nè. Ui. Ui con gì cựa vào đấy. Ui ui. Anh gọi bố 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 bố. Ui đen xì em ơi. Chùa con chuối sao ấy. Ui ui con gì đấy. Để bới đất. Để bới đập chân. Ui ui. Ui ui. Nó hò trong. Đưa sổ đâu đây. Thấy tiền rồi. Nó có phải nó không ấy. Nó thấy. Ui anh ơi. Tỏ lắm. Ui. Lấy cái rễ ra quyết. Ui. Mẹ ơi nó to à. Ui. Ui trời mẹ ơi. Mấy khoanh nhỉ. Ui. Vét cái đất bên trên này. Đấy. Ui nó ngay khó khó nhá. Ui nó khó khó luôn. Cắn không? Ai biết được. Ui nhìn cái khoảnh như nó khoảnh giò nhỉ. Ui dồi. Chà mẹ ơi. Ui dồi nó to quá. Ui nhìn khiếp nhỉ. Ui con chặt khổng lồ luôn. Chứ con này phải hàng tạ đéo. Có đúng cái con vừa nãy mà sổ mấy chị em kia không nhỉ? Con này rồi. Hả? Con nuôi đao. Hả? Nuôi đao. Con này. Các thằng mảnh thừa cái đi quên. Cái đấy thừa. Thì tôi cầm đấy. Nó phù đây nhỉ. Ai cái đốt. Nó to lắm mọi người ạ, nhìn kìa. Ui, dã man. Hai khúc bỏ mắt đùi em này. Ui, dã man. Các bạn còn gan luôn. Ui, nhìn kìa. Bẻ cái vào quyết. Cho mọi người xem, gấp gấp vào đấy nữa. Uống gì ạ? Dã man nhá. Nhìn nó cuộn nhỉ, nó còn đồng lỗ rồi. Quá dã man nhỉ. Này mọi người nhìn này. Ui dồi, con chân rất là to mọi người nhá. Cho ra nhá. À, cho nó ra thử. Cho ra thử nhá. Nó khó à? Khó à? Tấn công ấy. Ui ôi. Nó khụt đấy. Đấy. Ui ôi.
Ôi, phải không? Thôi, cho mọi người xem con này, con chăn nhá mọi người nhá. Này, nó nằm đây này. Đấy thì con này rất là to, anh em mình sẽ không bắt mọi người ạ. Hả? Ui, con gì to như thế này này. Đâu? Nó chỗ này vừa, chỗ này xong này. Hả? Đập chảy bắt. Ui. Đâu? Máy giờ đâu, Tít này này. Kêu rồi anh em ơi, Kêu rồi. Kêu rồi. Ôi, kêu rồi. Ôi, nó chui trong này rồi, nghe xem nào. Đứng xem nào, không đứng gọi anh nè. Đứng gọi anh nha. Nó bỏ nha. Bỏ đi. Ơ không được, vô kiểu kia. Đây xem nào. Ui, từ từ này, tôi nghe tôi chuẩn xem nó ở chỗ nào rồi nhá. Nó chỗ đấy đi. Ui, đừng bước chỗ này này. Đây à, rồi, kêu đây rồi. Anh Nhuận bổ đi xem này, Nhuận này. Đứng xa này anh em. Có khi để anh bước cái chỗ này anh em ạ. Anh lấy thêm cái thuộc nhá. Ui, lấy cái thuộc đi. Ui, có dấu vết của lông gà này. Hả? Có lông gà rồi. Lông gà đâu anh em ơi? Lông gà. Nó trong ngầm này rồi. Lông gà. Không ngầm rồi anh em ạ. Ui, đất cứng lắm. Lấy cái xuống. Đấy. Ôi, xuống đây. Hừ, xuống đây. Đây. Đứng ở trên mà thả. Khoan đâu. Ôi. Cái mạch đây rồi. Bổ đi. Ông mình xả trên cái xuống kìa. Hả? Xả trên cái xuống đi, hết cái tầng này này. Đấy, cứ để đấy, móc cho đây. Nó nằm trong đấy mà. Nó nằm trong này đâu. Đấy, mình cứ giả bỏ cái chỗ mà đúng chỗ mà mình dò được ấy. Nào, sắp đi. Nó cứ gù to không Chiến? Gù luôn mà, to lắm. Mình nghe lại nè. Đúng rồi. Này lỗ thở rồi này. Lỗ thở rồi cho anh. Luôn mà. Ui, lỗ thùng hơi vẫn vào này. Đan sâu vẫn trong. Ui, lông gà này, xuất hiện lông gà này anh em ạ. Nó to đấy nhỉ. Đấy. Bộ bữa này đi anh. Hàng to đấy nhỉ. Đưa lông gà. Nhá. À đấy. Kêu là kiểu gì cũng có rồi. Cái thuộc đi. Đấy, trả cái góc ra cho nó động. Cho phải thử sửa. Con gì nó trong cái bờ to thế nhỉ? Để có lục lục nó đây. Lâu lắm nhỉ, dày nhỉ. Nó phải ẩn trong hang sâu này. Dày chuyện bình thường. Thấy chưa? Ui, thấy chưa? Đấy. Cho đi.
thấy chưa, thấy chưa? Thế là bịch thế. Ui. Cái gì đấy? Chai. Ui. 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 Cái gì đấy? Con trùng. Ui, thôi nó to này. Trùng hổ. Ui, to vậy. Nó to chứ. To kinh khủng luôn. Bên này đất. Ui. Đất cứng. Đừng nghe đâu, bộp đấy. Ấy. Máy báo hiệu đâu mà nhỉ? Máy báo hiệu rồi. Hay là không có? Hả? Không, nghe thấy bố. Hay nó dò được cả cái con run này. Hay nó dò run đi. Nó dò con run thôi. Run to vậy mà. Báo hiệu rồi. Thế thôi đi anh em ơi. Mất công đào rồi. Cứ đào sâu một tí nữa xem nào. Chiến núi đào đã. Đào tiếp vào trong. Đấy chỗ đấy. Kêu chỗ đấy đấy anh ạ. Ui ui. Làm gì thế? Hay là nắm run nó kêu ấy. Nhiều run quá. Anh em ơi. Đây. Đưa cái đường xuống. Đưa cái đường. Đây em thay. Sao đây? Sao đây? Quốc bố, này quốc bố. Lâu nhỉ. Ui, thằng run to ai. Ui, vẫn có tiếng ồ, anh em không phải run đâu. Ôi, cái gì đây? Ui, con gì kia? Ôi, cái đâu? Đây. Con gì đây? Ui, con gì đây? Con gì đây? Có phải đồng không anh? Con rồng à? Ui, mẹ ơi. Trông đất anh em ơi. Con gì đây? Con rồng. Ui. Ui. Ui, ui. Ui, ui. Ui, ui. Rồng đấy à? Ui, kinh quá. Ui, ui này. Ui, con gì? Phá cái thằng này không? Đi anh. Sẵn ăn thịt đi anh em. Ui, cảm giác cá mình. Con gì kinh thế? Sợ quá. Con gì vậy? Ui, chưa biết được. Gớm thế. Sợ nó nào đấy? Ui, con cá hay sao ấy? Đây, cua cáo này là anh nhá. Đây, cua cáo này. Ui, nó cuộn khoanh ở kia kìa. Nhìn trắng tinh kìa. Ui, tinh luôn kìa. Thấy chưa? Đục ở dưới kìa, đục ở dưới. Ui, ui. Ở dưới. Đấy, ui. Ôi. Khoanh chật ních. Ôi. Ôi ôi. Ôi trời ơi. Đang thử ngọt rồi. Kìa. Sao mà thế? Quay gần vào kìa. Ôi ôi. Nhìn này. Cái gì vậy? Ôi gì đây? Ôi ôi. Nhìn này. Ôi. Vậy đâu mà. Ôi con đéo nhau quá. Con gì đâu mà. Ôi nó ăn thịt gà này. Nông gà con này. Ôi nông gà kìa. Ôi ôi. Ôi ôi. Ôi ôi. Kinh quá anh. Ôi. Chưa thấy cái đầu nó đâu mà biết con gì nhỉ? Ôi. Gớm chưa? Ôi ôi nhìn này. Ôi ôi nhìn. Ôi cha mẹ ơi. Ôi nhìn này. Mẹ to lắm ạ. Ôi. Ôi ôi. Ôi ôi. Ôi nó cựa luôn ạ. Ôi nó động lại rồi. Kỉnh quá. Sao chỗ này? Qua đâu, qua đâu. Ôi nó cựa động ấy. Ôi to lắm. Ô kìa. Ôi nó đào đầu ra đây. Ôi cái thằng nó cắn đấy. Cái đầu kìa. Ôi nó đào đầu. Ôi nó đào kìa. Ôi. Ôi cái đầu ra anh em ơi. Ôi nó bẩn mình kìa. Ôi. Ôi có thằng khổng lồ rồi phải không? Chăn. Nó màu vàng kìa. Ôi nó cắn đấy. Ôi nó khỉ anh em ơi. Cầm đũ lên kìa. Ôi nhìn này. Ôi giời ơi con này phải mấy tạ. Ui cái ổ đó kìa. Ui giời ơi. Ui. Sợ quá anh ơi. Ui. Nhìn trâu khiếp chưa. Ui sợ quá ơi. Ui cái thằng đấy. Nó ra rồi. Đúng ra. Nó ra rồi. Ui. Hại thế. Ui. Ui dài thế. Ui mãi không hết kìa. Hết chưa? Chưa, vẫn chưa hết. Ôi trời mẹ ơi. Hay là đào trúng ổ chăn không? Đúng có chăn đang ngủ đông anh ạ. Ui, nó rút vào kia. Này. To thật khổng lồ luôn trời. Quá khổng lồ luôn mọi người. Ui, con chăn to lắm. Đào được con chăn. Ui, cái đỗ này. Cái đỗ to ra ngoài, nó ngủ đông lên này. Nhận kín luôn nhỉ. Ui, nó khoanh kìa. Ui, kìa. Ok, đâu nữa kìa. Kinh, nó bò ra đây.
dài thế. Ui ôi. Ui nó anh em ạ. Nó cái té bụng đấy. Con này rất to mọi người nhá. Anh em mà chạm trán ngay con chăn khổng lồ ạ. Nó làm một cái lỗ ở đây này. Nhìn này, ui cái lỗ này. Nên đến thế nào? Ui, ui nó bò lỗ mất rồi. Ui. Đâu chạy? Con gì? Ôi, chạy đâu nào? Đây rồi. Ui, ui. Ui, chạy nào đâu? À, con gì đấy? Nó chui lỗ kìa. Thấy chưa? Lỗ kìa. Đấy. Ui, to như này. Ui. Đi kìa, đi kìa. Đi ra, đi ra. Chị. Nó chui kìa. Kìa. Ui, ui kìa. Ui, trông to chưa? Ui, đây em ơi, đây khẩn trương chưa? Đây. Đây đúng không? Đây. Đây. À. Đây. 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 Chắc chỗ này không? Chắc tôi rồi. Đây. Ôi ơi. Đấy. Ông mau nghe thử xem. Ui. Chạy mắt dính luôn. Ôi, ôi. 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 Anh bảo anh nghe thử nhé. Ôi. 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 Đấy. Nhìn thấy đấy. Ôi. Ôi. To lắm. Đúng rồi. Nhịp to lắm. Đúng rồi. Đúng rồi đấy luôn. Ôi. Đó. Rắn lắm. Hả? Rắn lắm. Rắn à? Ừ. Ui dồi. Toàn đá mới sỏi thôi. Ủa đi mày thay ca. Tiếng to con này to lắm. Cái nặng cũng sạc, nụt nào cũng sạc. Ui dồi. Ui dồi. Chân lên áo được. Này trong hang nó ra bộ nó chai wow tuyệt vời đấy ui núi khó đảo nhá. Được. Cút luôn này. Toát mồ hôi đây nhỉ. Nghe thăm sắp tới nữa đây. Có cá. Ôi trời ơi. Ui giời. To to này. Tiếng to lắm em ơi. Ấy. To cực luôn. Đào đi. Tiếp. Xoay lắm. Đến nơi rồi. Đến nơi rồi. Đến nơi rồi. Nhảy trong rồi. Hả? Đến rồi đấy. Bổ tiếp đi. Bổ bên trên đi.
mạnh bên trên luôn. Này là ráp nhỉ. Cỡ đất đây nhá. Dân thẻ bóng kia, dân thẻ bóng kia. Ui, ui. Ui, ui. Những cái vầy, nhìn vầy thôi. Nhìn cái vầy rồi, nhìn vầy. À, ngồi đây, ngồi đây. Ui. Rồi, rồi, rồi. Đấy rồi, thấy nó rồi. Từ từ, để lấy trước cái chân đây. Em lấy chân đó, đợi nước xuống đây. Em lấy cái chân đây. Ấy, ấy, đây này. Ui, ui rồi. Ui rồi, ui này. Ấy. Nắm lấy chứ, nắm lấy. Đừng mở ai nữa. Rất là to nhé, rất là to luôn. Ui dồi ôi, con này bỏ dã man nhờ, mà lại ít gặp lắm ấy, kiếm ấy. Ui dồi ôi, đất đi cả mẹ ơi. Ui dồi ôi, nồ rồi. Sao nồ nó ra nhỉ? Cái khoanh nó to kia. Đấy. Ừ. Kêu khè khè ông đấy nhỉ? Ừ. Động nhờ nó kêu nó dọa mình ấy. Một trận. Oh my god. Ui, 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 nhìn nào. Ui, ui, nó đùn lên đây. Ui, 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 to đi. Ê, thì bên đây nữa. Rồi, được đấy. Đấy. Trời ơi, cái cô có cào hẳn cái đất ngoài. Đây rồi, đây rồi nhá. Ôi. Anh ơi, bây giờ phải sao đi? Ui, kêu, kêu rồi, kêu rồi. Qua ơi. Tổ anh em. Anh, qua đây, qua đây, để pha luôn nhỉ. Anh, qua đây nhỉ. Anh, kêu tổ lắm. Chết mày đi. Chết mày đi. Chết. Ui, anh, em tỏ tay xuống, có cái gì rồi? Có cái gì rồi anh ơi? Tổ lắm. Anh, tổ hỏng mắt đùi đấy ạ. Anh em, cẩn thận anh em ơi. Cẩn thận, cứ đây. Mất tích này, mất tích cây luôn. Loạt thoáng rồi. Không chết rồi, toàn đập chết hay sao hả? Thằng chết rồi chờ. Đây, đi, đi, đi.
Không có một người là chết ngay đây anh ạ. Thôi để nó đi đi. Anh ơi, nó chạy rồi, nó tổ nó bây giờ thế nào ấy? Ôi chuẩn đi anh em ơi. Cứ từ từ nhá. Chuẩn ơi. Sao bắt đâu? Ôi kệ nó, chuẩn hết đấy nguyên. Dạ dạ, chết rồi, quá kinh nhờ. Còn cái này chỉ có 1-2 người là chết đấy. Hai người ui, bụng ăn gì bụng ngon bụng co canh nhá. Chắc xuống nó bắt cá rồi. Ở cái hố này là hố cá làm gì nữa. Bụng ăn gì bụng co canh. Nó không không có hai ba nhà mình là chết đấy. Hai người không kéo lên được. Nó quấn nó xiết. Cá đi, cá đi. Thôi bỏ bỏ đi. Hai bắt. Thôi. Mình không chơi. Mình chơi bọn này chỉ kiếm. Đi đi. Đi đi đi. Xua xua cho đi đi, quên đi, xua xua đi. À, xem có gì không. Xua xua đi đi. Thôi rồi nè. Khả năng là nó xuống làm cá nữa mọi người. Ôi Quyền ơi! Ôi! Đây, đây, em nói nghe mà. Đây là nó xuống ăn cá, ôi bụng nó phình lên đây. Cá chê cụ anh ạ. Cá chê cụ. Chắc nó đã xuống rồi, không sợ nữa anh em ạ. Chắc xuống không sao đâu. Cá chê. Vậy nó xuống nó ăn rồi. Ôi. Nhiều thế. Nó xuống ăn cá. Nó xuống ăn cá rồi. Ôi thật rồi. Ôi cái thùng vừa bọn anh vứt đâu rồi. Đây, mình đấy. Ôi. Ủa sao nhiều thế nhỉ? Ủa nó tét quá này, nó tét kính rồi. Đây đây. Ủa quả này yếu rồi, bị xuống, bị chăn xuống, nó vần rồi anh ạ. Không. Chắc xuống. Nó tét vỡ mặt đấy. Sổ lắm mẹ. Để xem sâu không? Sổ lắm. Ui anh ơi, xấu lắm anh ạ. Ui xấu lắm, xấu lắm. Bây giờ thế nào, hay tát hết nước đi nhỉ? Đoạn này anh em bơm nhỉ? Hả? Ba thì tí nữa mà sâu nữa để mình xem như này. Đây nhau ơi. Ê, nhiều lắm anh ạ. Nhiều không? Nhiều lắm. Ôi dồi ôi, 4 con được à? Ôi, ngon. 5. Ui. Ok à? Từ từ bình tĩnh, không sao em. Chuẩn lên này. Thằng gai nó vàng màu người đấy. Ôi cái nó xấu đấy nhỉ? Ai ơi à, mà sao bọn này cắn kích thế nhở? Ui, ngon. Tôi chết rồi anh ơi, nhiều vậy đâu? Nó xuống trong nó ăn ngoài, nó quần một quần bọn này sâu lắm rồi đấy. Tổng ngách sâu lắm, nó ít rồi phải gần hai mét, hơn mét là cái chắc. Đồ phê. Ôi con này cẩn thận, cái cá chê nó cắn là y hết răng rồi tay. Ừ, toàn là khổng lồ luôn. Phải thú rồi luôn. Ê, đây chắc vừa bị chăn nó ấy này. Chắc vừa đại chiến với con chăn. Sao đây? Còn không? Hả? Sao đây? Ma rồi. Sao đây? Sao đây? Bị cắn rồi, bị cắn rồi anh ơi. Bị cắn rồi, bị cắn rồi. Bị cắn rồi, bị cắn rồi. Cái lại cái nhát kia rồi.
Ôi trời ơi, suốt ngày bị cắn. Bị cắn rồi. Cái nó thổi bốn cái đầu thôi. Mẹ cái bọn này. Trong quá ngay cái. Ủa một lỗ đốt cái ngách trong ấy vừa nó em đi đốt phát xong. May mà em của em nó nhả sớm. Hết rồi, trong ngách sâu thì thôi nhỉ. Nào bơm luôn. Con trong ngách sâu lâu bơm. Con cá vào thú. Để sâu. Sâu lắm. Sâu lắm anh ạ. Sâu lắm. Ui con chăn đâu đấy. Cái nó bỏ ấy chứ. Hay là anh em đưa nó lên núi đi. Mất rồi. Vừa mới đi xong rồi nó mất rồi anh. Đâu rồi? Ui đây. Giật mít cho mình. Đưa đánh. Vừa như thế. Đấu vẫn được. Đầu đằng kia. Bỏ tay ra mà cứ vung vung tay ra. Bỏ nhờ. Đó ra ngoài anh. Không 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 không. Đâu đây rồi. À lại chui trong rồi. Đừng 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 ra đừng gì đấy đâu. Chui trong rồi. Đang ra chui cái lỗ đấy. Nó về cái lỗ. Hai nơi về đây nó bắt cá nhỉ. Đâu ra ngoài đấy. Cái gì?